quá trình mà thực hiện các cái chức năng hoạt động dịch vụ của hợp tác xã thì thấy có một cái bất cập thế này. Cái định hướng theo cái chức năng nhiệm vụ cũng như là theo cái định hướng chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy á, thì các cái dịch vụ mà vật tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật thì đã chuyển ra định hướng để cho các hợp tác xã là hoạt động. Nhưng mà đối với cái dịch vụ phân bón á, thì thấy trong cái quá trình mà triển khai thực hiện thì thấy cái chức năng này thì hội nông dân ở các cấp từ tỉnh xuống huyện rồi xã là cũng thực hiện cái chức năng này, mà theo cái chức năng nhiệm vụ thì hội nông dân là một tổ chức chính trị xã hội thì cũng có cái nhiệm vụ tức là chuyển giáo rồi tuyên truyền vận động hội viên và xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế. Nhưng mà trong đó vẫn có một cái chức năng là cái dịch vụ vật tư. Thì chúng tôi thấy cái vấn đề này như thế này. Thứ nhất là nếu mà cùng từng quá cái tìm hiểu được biết á, thì cái triển khai cái vấn đề này thì cái triển khai từ hội nông dân tỉnh xuống đấy, và trên cơ sở hội nông dân tỉnh thì thực hiện liên kết liên doanh với công ty vật tư nông nghiệp. Và hàng năm thì hội nông dân tỉnh thì cũng giao cái chỉ tiêu này về cho các hội nông dân huyện, và hội nông dân huyện thì cũng giao về cho hội nông dân các xã thì cũng làm cái dịch vụ này. Và chắc chắn thì cái dịch vụ này thì cũng có lời cho người dân, tức là cũng thực hiện tức là cho nông dân vay vật tư để mua với trả. Rồi là hội nông dân các cấp thì trên cái cơ sở mà cái chỉ tiêu phân bổ thì cũng có một cái khoản hoa hồng. Nhưng mà thấy rằng là cái vấn đề này ấy, thì cũng có những cái bất cập. Một là nếu mà gọi là hoạt động kinh doanh dịch vụ thì hội nông dân mà tập trung vào cái vấn đề này thì thấy nó cũng không đủ lắm. Thì chúng tôi cũng đề nghị là ủy ban nhân dân tỉnh các ngành chức năng xem xét lại cái chỗ này để làm thế nào đó là một mặt là hợp tác xã cũng phải nâng cao cái vai trò hoạt động của mình, thứ hai là hội nông dân thì cũng định hướng làm thế nào đó là theo cái chức năng nhiệm vụ, chứ đừng có nên xa vào các cái hoạt động sản xuất kinh doanh.